Xin chào quý vị, tôi là bác sĩ Nguyễn Trang của tổ chức VietMD.net. Hôm nay tôi sẽ nói về thuốc 88 sen mua tại Walmart với quý vị. 88 sen, đúng vậy quý vị, một số quý vị có thể sẽ không tin, tại vì 88 sen còn rẻ hơn là một ly cà phê 99 sen ở McDonald's. Như vậy thì thuốc 88 sen này có tin được hay không? Chữa bệnh gì và làm thế nào để mua? Trước hết, tôi muốn nói tí xíu về thuốc 88 sen. Thuốc 88 sen ở Walmart là loại thuốc không cần to, nghĩa là quý vị có thể mua mà không cần phải có to của bác sĩ. Thuốc 88 sen còn gọi là generic, tại vì so với những thuốc hàng hiệu, gọi là brand name, ví dụ như Tylenol, Aleve hay là Advil, thì những thuốc này được sản xuất cùng một công thức. Nhưng mà tại sao nó quá rẻ, đúng không quý vị? Lý do đơn giản là những thuốc hàng hiệu, sau khi mà công thức sản xuất độc quyền đã hết hạn, thì những hãng dược phẩm khác có quyền sản xuất dựa theo những công thức có sẵn. Vì vậy, một số hãng có thể sản xuất với giá rẻ hơn. Và đây là lý do tại sao quý vị thấy có mặt ở tại Walmart. Thuốc generic 88 sen cũng như bất kỳ cái loại thuốc hàng hiệu nào đều phải trải qua những quy trình rất là nghiêm ngặt của Cục Dược phẩm Hoa Kỳ FDA và được kiểm tra và theo dõi như bất kỳ loại thuốc nào khác. Vì vậy, nó có thể xem như tương đương với thuốc hàng hiệu về mặt công dụng, độ an toàn và cũng như là tác dụng phụ. Vậy thuốc này có thể chữa được những bệnh gì? Quý vị có thể mua thuốc 88 sen ở Walmart không cần to và chữa những bệnh rất thông dụng. Ví dụ như nhức đầu và cảm sốt, nhức khớp, đau mỏi vai, dị ứng, chảy mũi, thuốc ngủ, đau bao tử, đầy hơi, kem kháng nấm, kem trụ sinh, và thậm chí có thể que thử thai quý vị có thể mua ở Walmart cũng với giá 88 sen. Như vậy thì làm sao để mua những thuốc này? Chúng tôi là các bác sĩ và dược sĩ ở VietMD đã tìm hiểu và tổng hợp sẵn cho quý vị trong cái brochure này. Brochure này quý vị có thể tìm thấy ở trang web VietMD của chúng tôi www.vietmd.net. Quý vị click vào cái phần patient portal, quý vị sẽ thấy có những thông tin về thuốc 88 sen. Quý vị cũng có thể hỏi một trong những nhân viên của VietMD chúng tôi tại những buổi khám từ thiện hoặc là những hội chợ sức khỏe. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp cái brochure này cho quý vị miễn phí. Khi quý vị có brochure này rồi, quý vị chỉ việc dựa vào những hình ảnh của những loại thuốc 88 sen và công dụng và chỉ việc ra Walmart mua mà thôi. Quý vị nhớ tìm cho kỹ, tại vì Walmart họ cũng khôn lắm. Họ giấu những cái thuốc này ở những chỗ hơi khó tìm. Thành ra quý vị phải tìm kỹ, tại vì nó chỉ có 88 sen thôi. Như bất kỳ loại thuốc nào khác, thuốc 88 sen có thể có những tác dụng phụ. Quý vị nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và nhớ đọc kỹ những chống chỉ định trước khi dùng thuốc. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, xin liên lạc với chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị.